Cá tre bự không? Bự bự bằng cá lóc của anh không? Vậy. Chuyện bự bằng cá lóc của anh không? Lóc chuyện nội. Mày với mày nó bậy quá khai. Bó tay mày vừa đó. Chúng ta làm vậy. Tạm chết rồi. Giờ lại về chứ không có đi mò nữa hả? Đi lúc nào tới giờ? Thì mày về tao ăn cơm tao mới đi. Không có ngủ trưa luôn hả? Không có ngủ trưa luôn hả? Được nhiêu đây nè? Ba ăn có một chuyến cái sạch. Ốc đó ốc bô ốc pháp. Ba. Về bán nữa phải không? Gồm lại bán. Làm con hốc mấy phút rồi. Xanh mối trơn rồi. Trụ mà lạnh teo hết trơn rồi cá lóc. Nghe thấy vợ anh có nhà không? Có. Nó đi cắt cỏ trong mã cụ trong tao có cắt. Cắt rồi sớm em đi về em thấy đẩy về đó mà. Ừ. Mà đem lưới nó văng luôn á hả? Ở cá chê ngon quá rồi. Ừ. Cá chê chui vô hang. Nè có đó. Cá, cá chê này mà chiều khô khô ăn hết sảy luôn. Cá chê đồng luôn á. Cá chê đồng. Qua là mặn có chút xíu. Cắt cỏ bỏ ăn luôn mặn. Chỉ đi qua đây mà đi kiếm hả? Giờ anh chỉ đi qua đây nè. Ôi, đâu có ở chỗ hẳn đi ra tới đây đến thì về dài mà chú Tám chơi. Không có nhà đâu. Kiếm anh không gặp. Không thấy bóng rồi, không có nhà. Sao mình sống có đất vậy? Mất bà đi mò cá nè. Ở bên mương nghe nghe trò anh Tâm chui hang thấy ngốc không được. Mấy ngốc này gom gom lại nhiều á là đem đi bán nè. Mày nấu mà quên nó gì bị khét rồi nè. Chuyện cái này nấu quên nó gì bị khét rồi nè. Nấu sao tới khét bài vậy? Ờ nấu à. Hai chồng bác ba đang chuẩn bị trồng rau để có đồ nấu canh. Nhà bác ba là đẹp nhất hả bác ba? Nhà bác ba là đẹp nhất luôn, có bông, có hoa, là đủ thứ hết. Lấy vào phần xuống đất luôn đi. Ai xúc ai đây cậu bà xúc. Em xúc chứ ai. Nhìn chắc hậu cái xà lách mà. Rồi đi gãi từ cua nó, gãi làm chi vậy dữ vậy? Rồi được rồi. Ba chồng cải sao mà dày quá trời luôn rồi nè.
trồng đi đạp lên không trời, không có trồng cây nữa đó. Lấy dưới một giùm coi, không có bắp nè, tính tỉa đâu. Đi thăm ai? Chị Năm á hả? Chịu hai chồng đi đi. Con chồng bông chứ là bà đào dễ gì, khi nào mà tới con tới. Được rồi, móng có vậy được rồi đó. Rồi tưới nước lên. Thì nó nhiều gom quá. Ba triệu mốt mấy chục á, con chơi màu đỏ khác với nhau. Thằng kia nó ra nó dòm má rồi nó vô. Ủa mày lấy số vợ mày chi dữ vậy? Con mới điện qua đó, anh lấy mất số trơn rồi. Lấy gì tới hai số vậy ha, một số mà hai cái gì vậy? Tại trong máy đó sim cũ còn. Số của tao nè. Con mới lấy bên cái máy của bác qua đó. Của ai? Của cậu Bảy Hiển. Người ta với ai cũng xài cảm ứng, không con xài cờ báo thấy kỳ quá. Bự hơn, bự hơn nó dày hơn hả? Dạ, cực cộm hơn mà nó dày hơn. Nó nặng hơn, cái này nó mỏng hơn, nữa này 5 triệu 170 ngàn. Mỏng hả? Ừ. Đồ khô mới mới đi được á. Chức năng chắc hơn cái điện thoại đó. Chức năng mà bự hơn. Con này nè có wifi mới coi được. Má cứ ổng làm đi, dành dụm tiền mua cái sim 500 ngàn sạc năm nó gắn vô. Chứ thằng Đào sạc năm đó gớ được đâu. Bằng đêm rồi, bằng ngày á. Bằng ngày mới được. Đêm bán nghe cái gì? Bán nghe nhạc. Có wifi không mà nghe nhạc?
Nó xài 4G mà. 4G xài 5 nó mua cái sim 500 ngàn đó. 500 ngàn đi lấy vé chứ mình còn đăng ký cho nó năm rồi đó. Bạch Đăng đó, ông nấu cho con lôi về đó, để bỏ banh của con rồi. Ông nâu ông cho đó. Nâu giờ năm rủ đám giỗ không biết chừng nào nữa. Có lì xì lên đốt nhà ông tư xong lì xì không con lấy đâu để mà mua thịt cá vô Việt Nam ăn Việt Nam cũng bình. Ra coi bò ông bị sắc âm mà ông còn hay. Má nó chảy te te. Mình nó bữa đó nó mê nó nhậu nó cắt cỏ sẵn rồi. Đó. Chị gốc ruột con thằng Lưng kêu hồi nãy giờ ông nghỉ. Chị nghỉ đi ha. Hoa lan này của ai đây? Tao xe ba đi chạy Vinh mà. Ở đây gì em hả? Con có đi cố chợ chắc đi khám cho ông Thắng quá. Nhậu lành mới chạy được chứ giờ nó đang lành nó đâu có chạy được. Mắc biết nhiều tiền của ha. Đi đâu Thắng thêm chở. Nó mà ngày biết nhiêu tiền. Nó gửi vậy nó không hai cây vàng đó bà. Hai chồng làm cỏ bên đây đang trồng rau thêm ăn nè. Còn nữa. Chứ cái này xài gì? Nghĩ cốt thì cốt đứt. Cốt không đứt hả? Có cán nữa là hơi mát. Cán là cán sắt đó hả? Có cán là mát. Mày muốn có lưỡi thôi, vậy lấy cái cán này gắn vô. Mua lưỡi đâu nội ơi. Chứ anh mua cán gì cho tốn tiền đó anh ơi.